bác ở nhà cũng cho mẹ vào đó nhé. Nhìn mẹ mặt á lắm về mà nó thấy đấy. Nào tắm nào, nóng lắm. Ê. Tắm xong rồi đi làm cái gì kiếm tiền đấy.
chơi nhé. Để em ra ngoài chơi nhé. Xong đi chợ đâu.
Cái rủ nó chết rồi. Chặt trong chợ, cố gom tiền mua cái gỗ mới. Này mang về luộc chắc ngon, đi chiên mấy củ to nữa. Ba ơi, lấy cái này ạ? Ừ, lấy cái kia thì lót cho ba rồi. Nó không cướp. Rồi lót ra rồi. Cái này có cướp không? Rồi xuống nó không cướp. Không được thì cũng.
trước đi, cái miệng vào trong một tí. Thế là được ạ. Bây giờ nằm xuống thử xem có được không? Vâng. Có cháu ngồi cho bà đấy, lâu không có ai ngồi cho bà đâu, luôn quá không ngồi được. Thì cháu với bà mấy người cho bà mình đâu, bà không cúi được tí nào. Người già đâu cũng không ngồi được đâu bà. Cháu con mẹ em con ngủ hơn là 2 mét đó. Con ngủ rồi bà. Trước sau là mày để cháu con cho ở với mẹ. Lúc đấy con đi làm thuê, ngồi không có mẹ mẹ. Không để không nhận người cháu về mẹ. Gửi mấy người cháu đi là. Người đi thì mới gặp được bạn mới lấy nhau. Rồi bây giờ thì với cô chú thì mẹ đi làm gì? Bây giờ mẹ về con còn được phải không? Con có nhưng mà chú mẹ cứ đòi con về ở với mẹ. Nhưng mà kiểu mẹ nhờ nuôi cháu trước, chú có em bé, mẹ cháu phải đi ấy. Nhưng mà giờ con thấy không được mẹ nữa mà. Thế muốn nhờ mẹ á? Nhưng mà đổi con đi thì mẹ, con không ước mẹ. Mẹ. Mẹ tốt mà, nhưng mà con cứ thấy là con sai. Nên là con không chấp được mẹ đâu bà. Bây giờ con lấy mẹ sang mẹ nó có yêu con không? Có mà anh thương con lắm. Không phải con của nó cũng thương con. Không, anh thương con như là con của anh rồi à. Thế thì thương con như thế thì nó được á. Con không phải là con nó thì nó không thương thì con khổ đấy. Anh thương nó không? Vâng ạ. Con giờ không biết khi nào mới hết được anh thương con.
còn nhỏ thì con cứ chúng con cho nó làm để mình đi đâu thì đến, con chửi nhau thì người ta. Sâu rồi. Chắc chứ họ cũng chặt cổ ở đây, mình chặt cổ theo thôi. Đi lấy thêm xong rồi lấy nhanh nhanh đi chợ, nóng quá. Thank you.
đừng ra. Đây đây, con đói rồi, mẹ cho con ăn nhé. Dám vào không mà lại đuổi đi con nhà không được, con nhà không dám vào không có chưa tôi. Thăm một tí thôi. Ôi, cháu bảo nhiều quá.
Vào tới khi xuân về, bác mời mẹ về luôn, bác mời mẹ vào. Hôm nay mẹ thấy con nó không thấy ai, mẹ mới vào đấy. Thank you.
Thank you.
Vào thì chết. Thank you.
với em nhé. Con thấy ra ngó nó nhỉ, ngủ hay làm gì đây, mày ốm đây mày ơi, mày đâu nhỉ, mày đâu nhỉ, mày cứ ngủ đến nồi cơm nước rồi qua hôm nay không thấy nấu ăn, chả thấy là lều lắm này, qua phải cũng ra xem vợ con, chó ở đây, chó ở đây người đâu đi nhỉ, à, mày ơi. Thank you.
nhỉ? Con thấy ra sân mẹ con này. Ngược lũ rồi, đi đâu đi đây? Không biết đi đâu đi đây, mưa to gió lớn nữa mà. Qua sẽ thấy ra sân mẹ con này. Ôi dồi dồi, ai dùng. Đâu đi đâu đi đâu đi đâu đi đâu. Đây à? Mạnh đâu rồi? Đó cũng đói, không biết là người đi đâu đi đây. Đây à? Mạnh đâu rồi? Đó đói hết rồi, không biết thằng Mạnh nó đi đâu đi, vợ thì không có, cũng chá thế đi xem. Chết giờ thằng này, bây giờ đi tìm đâu đi. Đi hỏi xung quanh đây xem có thấy nó ở đâu không đây, ai biết không? Nó lại đang đi ở nhà cái bác chúc ấy, bác cái tốt thì bác cho nó về đến ở. Gửi cho cháu à, thăm cháu à? Thăm vô thăm cháu nhưng mà không biết giờ hôm nay bác có ở nhà không? Bác cái đùa tìm một lần thì không có vào rồi. Bây giờ không biết là bác có nhà, nếu mà bác có nhà bác lại đùa tiếp thì không vào không được. Ừ, thế nào? Thì đó nó về hết. À, bây giờ không biết nó có về không? Bây giờ chị đùa nó đi rồi. Ơ, thế bây giờ chị đi đón nó về à?
bây giờ chị muốn đi đón nó về nhưng mà không biết nó có tha thứ cho chị không, tại vì giờ chị đuổi nó ra khỏi nhà rồi ấy. Thế ai bảo chị đuổi nó? Em tính tiền hộ chị luôn. Bây giờ con phải đi thăm thăm cháu nó một ít rồi là đi xem, còn phải xem bác với con nhà thì cũng không dám vào á. Cố gắng đón nó về luôn nhé. Tổng bao nhiêu tiền? 120.000. Ngày qua còn đúng một tờ luôn. Dạ. Thế cố gắng đón nó về thôi nhỉ. Có cái đồng mạnh nó qua đây không nhỉ? Hôm nó qua đây nó ở nhà nó ở trong này đấy. Có sáng nay nó đưa một cái ngòm đây qua ra ngoài này rồi. Tôi thấy cái vợ nó bảo không thấy đồng mạnh nó về nữa, bảo đi hộ xem mà chả thấy ở đâu. À. Ờ mua thấy nóng. Mạnh ở trong này đấy, anh có thấy nó sáng nay có thấy nó qua đây không nhỉ? Có. Nhưng mà thấy nó về đấy, nhưng vợ nó bảo là không thấy mạnh ra, nhưng mà về thấy nó về nhà nó không thấy. Hôm bây giờ này thấy nó qua đây hả? Hôm nay chưa thấy. Mưa to nữa em vào này. Thôi thế em cảm ơn nhé. Vâng. Ra đây hỏi xem phát. Mỗi vợ nó ở nhà người bận nữa. Không ai ngủ, nấu cơm vợ nó. Anh có thấy cái thằng Mạnh ấy nó hay đi chợ qua đây này, có thấy nó qua đây không? Đấy, thấy chú đứa rồi. Thế à? Nó bảo không thấy về và đi tìm nhưng mà không mới vào thấy lều thì nó mỗi con chó có ở thôi. Ở dưới này à? Dưới đấy. À, đấy trên đèn. Đấy, xem mất. Rồi, em đây em. Không thấy nó. Rồi, xem nó em. Đấy, chú đưa một cái đó mà. Anh em hỏi tí có thấy cái thằng Mạnh nó hay qua đây, có cái ngọn nó hay đi chợ nó qua đây, anh có thấy nó ở đâu? Có sáng thấy nó qua đây đấy. À đấy à? Sáng đấy. Thế nhỉ, chỗ này xem vợ mà không thấy nó về, tìm bảo đi tìm hộ cái. Thank you.
nó đi bán hàng ở chợ mỗi lần đấy, đâu có thấy đâu. Không thấy đâu, mỗi lấy con chó đâu cơm giờ đi nấu ăn. Thank you.
con tìm được nó thì con về với mẹ. Vào nhé, cháu chắc gì ở đây đuổi chúng nó rồi còn cháu gì nữa. Về đây, bà này nói rồi vẫn cứ vào ta nhà nói là không thấy rồi. Lên giường. Không thấy đâu, ra chợ hỏi không thấy, không biết nó đi đâu thì
nó ra tận chợ tìm rồi, thì xem thế nào, ngày nó đi đâu, đi trời mưa trời gió nữa. Cho là chúng con ấy, con ấy nó ngủ xong là ăn cơm đi, bác đi làm việc ra xem tối thế nào nó có về không thì còn tính sau nhé. Bác đi làm việc ra. Đỡ chưa? Thấy đỡ hơn chưa? Đỡ rồi. May mà tao vô cá đấy, tao thấy không giờ này không biết mày trôi tận đâu rồi. Thế quen ai mà gần đấy đâu? Có nhà bác Trúc rồi. Thế là Trúc à? Thế là Trúc em, nằm đây nghỉ ngơi đi. Để tao tìm cho. Mạnh phát cái xe cứu được nó, biết nó mệt quá nó không ra đây được, để vào xem nó đã nhé. Hôm mấy hôm nay không thấy rồi, chả biết nó đi đâu, nó ở tuần đấy thấy đi đâu đi bây giờ, để tìm nó ở đâu. Hôm nay phải sửa bếp này cho nó phát nào, thì làm thế này bao giờ mới đủ tiền nuôi con. Không chịu vào à? Vào đây bác đuổi mình, cố xin bác cho ở lại bệnh nhân nào. Bên đây có phải nhà chú Trúc không? Không phải đâu nha, nhà chú Trúc ở bên dưới kia nhá. Ở bên dưới kia. Vâng, đang đi tìm mấy hôm, cảm ơn nhé. Mấy hôm nhá. Con đái ướt rồi, con đi thay cái áo đi xong mà. Ồ, tìm thấy bố rồi, nhà. Lấy dưới cho nó bố đi, nghe con nói đi. Ta đi tìm mấy hôm nay chả thấy ở đâu mà em mà ra hồ thấy cái ngọn đấy, cầm cái ngọn về rồi mấy ông đánh chai những cá kia rồi có người vớt rồi mới biết. Gà. Đỡ chưa?
Mày đang trong viện ngất ai hôm nay rồi. Đây, ngồi nghỉ tí rồi đấy, ngất. Này, uống nước đi. Thấy đỡ hơn chưa? Đỡ hơn rồi. Thế nào sau này đấy chứ? Em không biết là em thấy tối nào xong rồi. Em cổ em ngã xuống. May mà tao câu cá đấy, tao thấy không giờ này không biết mày trôi thật lâu rồi.
Đi chợ anh có gặp nó này, có gặp nó nhỉ? Mấy hôm thấy nhưng mà mấy hôm nay không thấy rồi. Chả biết nó đi đâu. Nó mà thấy nó rồi rơi xuống suối ghê thế, không cứu được rồi mà không biết nó ai cứu bây giờ, không biết nó có về nhà chưa mà vào trong lều tìm nó. Mấy hôm nay anh không gặp nó à? Không. Gần tuần đấy. Thế thấy không? Bảo nó cứu được rồi nhưng mà tìm không thấy mà về nhà. Cảm ơn anh nhé. Vâng. Mạnh ơi, Mạnh ơi, Mạnh ơi, cũng chưa thấy về hôm nay, đâu đi mấy hôm nay nhỉ? Đâu thế mà cứu rồi, nó chưa thấy về, bây giờ ở đâu, ở nhà nào, đi hỏi ai được nó đây? Cái bận này bận đây. Mấy hôm rồi bọn nó làm nó con nhỏ nó đây này. Sắp những ngày đón con nó về nó còn đi đâu đi bây giờ? Tìm nó ở đâu? Hôm nay nó phải sửa bếp này cho nó phát này. Sáng này làm cái này, cái ao bé này nó nuôi cá rồi. Cứ đi làm thuê này bao giờ mới đủ tiền nuôi con. Đi hỏi đâu rồi. Thank you.
tỉnh mạnh mai cũng mỏi hết cả chân. Đi bắt cho Yến con gà này. Bắt cho Yến mà, cho Yến một con gà nó bằng thịt này. Bắt cho cá, gà cho Yến á. Ăn đi để ta bắt thêm một con đi xuống cho Yến à. Ăn đi để ta bắt xuống cho Yến một con nào, ăn thịt không? Đang nên ăn thịt ngon. Đấy, cho Yến ăn nha, bồi bổ quá cho em bé được. Ở đây. Mày không chịu vào à? Vào đi. Thì vào. Đi. Đặt xuống cho Yến. Hôm nay mà gặp bác đuổi mình cố xin bác cho ở lại bệnh nhân nào. Bác còn đuổi mình cũng xin vào à, và cho Yên con gà thôi mà đi vụ tìm mạnh một lúc nữa. Ai sợ rửa tay đã. Mày đi về Yến thôi. Theo cái gì tí nó về nó cho ăn tiếp. Vừa cho ăn rồi. Yến vui lắm ấy. Ừ.
có cháu bị nằm trong viện nên tìm nhà để báo với biết. Như là ở trên kia sao ấy? Em đi lên trên kia em hỏi xem, chị cũng không rõ đâu. Em lên khu trên đấy có là tìm người nào ở đấy thì em hỏi nhé. Dạ vâng ạ, em cảm ơn. Cảm ơn chị nhá, để em lên khu kia em tìm. Dạ. Không biết là bác có tìm thấy chưa? Không biết là
là nó đi đâu mà để mọi người tìm. Đang mang con gà này xuống thăm. Yến là gì của Yến hay là của Mạnh? À, chị là mẹ đẻ của Yến. À, bây giờ đăng ký một tí đó. Nhà bác bây giờ đi mang gà xuống cho Yến, nhưng mà tiện thì đi tìm Mạnh luôn cho Yến xem có thấy không, không biết đi về hỏi bác xem mà thấy tìm thấy Mạnh không. Thế sao Yến có nhà lại không ở, thế ở nhà nhờ nhà người ta. Bây giờ lấy cho Yến con gà, nó đang ở chờ nhà bác. Sao có nhà ở, sao lại không ở nhà mà lại Yến thì đi ở nhờ nhà người khác ấy. Không biết là đi thăm bác ấy, có cho vào không? Chị vào một lần bác ấy, hai lần bác ngồi ấy rồi. Giờ không biết là tả bác có cho vào nhà nó không. Mà hôm nay không được thì cũng phải xin bác thôi. Cho Yến không gạt. Thấy nó thường thế, chị không ấy ở đó, hai mẹ con nó về đi. Đang, chị cũng đang cố đón nó, hai mẹ con nó về. Nhưng mà bây giờ hai mẹ con đang mất được không phải. Cái bà này đuổi con đi, giờ cho nó đi ở nhờ nhà người khác, xong giờ lại đi tìm. Bao nhiêu nó bảo không cho vào được mà. Thôi mà trả cho cháu không chứ. Có ý đồ gì đấy, nó không bảo không cho vào nó vào cũng đấy. Không làm gì cháu đâu, tôi ra ba con gà về cho Yến thôi. Xong tôi cũng vừa đi tìm Mạnh phụ Yến mà thấy cháu nó bảo là bác cũng đi hộ tìm cái thấy Mạnh chưa? Chưa thấy đâu. Tôi đang đi tìm khắp nơi này, về có ý đồ gì không đấy? Không, tôi xin
con gà thôi, mang con gà cho cháu nó ăn thôi. Thế thì vào một tí rồi ra nhá, lần này cho vào một tí nhá. Vào một tí ra đây mà không có gì vấn đề gì. Tôi cho vào một tí vào rồi nhanh nó ra nhá. Không vào cháu nó bị sao rồi chết tôi đấy. Bà là không tốt đâu. Trước buổi chúng nói rồi, bây giờ tìm chúng nói là gì? Con cháu một tí cho mang con gà gửi cho nó ăn. Đấy, tôi vào một tí cho là ra. Tôi rửa xe xong không thấy ra là tôi vào tôi đuổi đấy. Đấy chưa? Vào đừng có làm vớ vẩn gì nhá. Tàn ác lắm đấy. Good.
ngoài nhà chút ngoài phải đấy. Đi đâu đây? À, hôm trước đi câu cá ở dưới hồ vớt được thằng nó bảo quen nhà chú. Thế nó ở đâu bây giờ? Thế bây giờ nó ở đâu rồi? Nó còn trong viện. À, nó có bị nặng không? Không sao đâu. Nó vừa mới tỉnh rồi. À thế à? Ừ, cảm ơn quá, đang tìm mấy ông mới đi tìm về đây này. Đây, chú xếp vào thăm em nó. Ừ, chứ vào một chén nữa xong rồi đi theo chị tí nhỉ. Mày quá. Cháu đưa nó ở cái bệnh viện ngay đây thôi. À thế à? Ừ, cảm ơn quá, thì đi xem nó luôn cái. Vâng. Đang đi tìm mấy ông, cảm ơn nhé. Bảo vợ nó tí là xong. Mẹ bế con cho, mẹ trông không lo đâu, mẹ không làm gì đó đâu. Trông người ta nét về đi cháu thì sao là nhá. Ừ, thế đi con đi xem lạnh đó làm sao, đi xem sao rồi. Tìm thấy rồi là may quá rồi, nhưng con đi xem lạnh. Bà yêu bà bế con nhá, cho mẹ đi tìm nha. Bà bế em nhá, để cho mẹ đi xem bố nhá. Ồ, tìm thấy bố rồi, nhà. Ồ, em muốn nói chuyện à? Đi xem nó xem không sao. Không ai đi đây, con đi đi luôn đi. Đi 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 ra. Đi ra xe này luôn đi. Mày quá. Cho mẹ đi tìm bố nha. Ở nhà với bà ngoan ngoan nha. Nghe bảo có người đi tìm. Bảo là thấy bố con ở đây nhờ. Xong rồi mẹ ở nhà lại lo lại khóc. Thank you.
Lấy dưới cho nó uống đi, nghe nó nói tạm biệt được khỏi sớm, có cây chắc vào đâu.
quá đau lưng lắm rồi. Một khi cháy hết hàng này thì về thôi. Yến đi bây giờ có người hộ cây nhà Yến ở nhà cần đi hộ mẹ cây mẹ đỡ phải đau lưng, không biết Yến có về nữa không rồi. Lấy cây nó sống cái nó nè. Ba. Mẹ. Nè. Đây này. Nè. Ừ. Đây. Đây này. Đói lắm rồi đấy. Ăn đi. Mấy hôm nay hôm nay ăn nó gầy ấy.
Chân và tay thay quần áo ạ. Thank you.
xuống với Yến đó. Thế là cũng được, không đẹp đấy. Mài đây là hôm nữa phải làm bách cho nó rồi. Dọn dẹp sửa sáng này nó sạch sẽ, không mấy hôm nữa nó đón con nó về thì ở thế này không được không? Bây giờ nó còn rơi xuống nước, ốm đấy. Chắc phải hộ nó xong thôi.
Chứ còn vườn rau vườn quả nữa không? Một mình nhỏ nuôi con nó cũng không làm được vợ trông con này. Nhỏ nó vào làm cái lều nó sửa sang cái vườn, cùng nhau trồng rau vườn quả nó cũng đẹp chứ, nó có cái đi chợ bán. Mình suốt ngày đi này này rơi xuống ao xuống hồ nhưng nó lọn chết, may có người cứu. Vì vợ cái vợ nó làm cơm cho nó ăn đấy. Chó ở đây nhá. Ta đưa về đây, mai ta lấy cơm rồi cho. Lưng quá rồi mà mẹ xuống bảo xem con cún một tí. Con không ra với mạnh à? Con đi là con chưa mẹ về rồi, nhưng mà giờ không có ai chăm cún nên là con chưa ra được. Ăn no rồi à? Thế con không ấy à? Thăm mạnh à? Con muốn ra thăm đấy nhưng mà ngoài chung cún con chưa ra được. Có thể thì đưa đây mẹ. Mẹ vừa đi cấy xong rồi mai còn ít nữa, mai cấy tiếp nó đưa mẹ trông. Xong rồi đi làm cơm thôi. Con gà ông mẹ mang xuống ấy. Chưa làm đâu thì chưa ngủ đâu thì thế đi ấy đi làm xong làm cơm. Mai cho nó ăn đi, nó kiệt sức, nó đuối thì nó mệt lắm ấy. Thế thì đi làm cơm nó cho tổng ăn đi. Mẹ cũng vừa đi cấy về đau lưng quá, mẹ cấy cố tí nhưng mà mệt quá rồi. Hôm ấy xong mẹ bảo xuống xem con xong đi với mạnh để cháu cho mạnh nhé. Thôi con đi làm rau nhớ mổ con gà đi mang đi cho nó ăn nó vừa bổ nhá. Không làm khoảng mẹ lại cho con làm rau mẹ cũng mấy cháu đi ngủ cho nó mát cho bổ nó ngáp nóng lắm nhà ra đây. Ngồi cho nó mát rồi. Em mẹ đi đằng sau cho ăn cơm nhá. Rồi để em ra đây ngồi cho mát nhá. Ui, nhà ba cơm nhỉ. Ngồi đây nhá. Trời ơi, đây để mẹ đi đằng sau cho bố ăn rồi nhỉ. À, gì gì đây. Ui, ôi, đầu năng lư à. Ủa, làm gì thế này. Đáng yêu quá.
Sao cơm đi cho mày à? Thế ai ở chú? Mẹ lại chú à? Để ý mẹ đấy nhá. Vừa làm cái nền xong rồi mấy hôm nữa đi làm cái vách miếc vào nữa. Sửa sáng lại cứ sạch sẽ thôi. Ít nữa là đồng mạnh cũng nó về khỏi là lúc nào đón con vào trong đấy mới có chú ở đấy. Lúc nào bác vào làm hộ làm vườn rau ở đấy. Bác vào hộ là cũng vườn không mỗi mình thằng mạnh nó không làm được đâu. Sửa ra là vườn rau còn khỏi cái này cũng có cái để bán đi. Rau vẫn khỏi để nuôi con. Nó làm đi xong là lấy cho nó ăn đi. Nó bất làm nên là đứng mang cho nó mẹ có không gì được. Bà tối cũng chưa tin tưởng nó, nhìn bà mặt độc ác này trước đuổi con đi mà nó chửi còn đuổi nó đi. Thế trước sao ác thế? Tôi biết rồi, tôi sai rồi, tôi mới đi xem cháu này, chăm cháu. Không, nhưng mà gần đây thì Yến nó đi lấy cơm cho Mạnh nhé. Vâng. Tôi vừa đi hồ nó phát lêu vào đấy là mới lên lêu vào nó đấy. Bà ở đó nên người tí đừng có độc ác quá, nhớ chưa? Để các con các cháu nó còn thương. Trông nhớ cẩn thận nhé. Vâng. Không sao đâu. Trông cháu cẩn thận nhé. Ngồi cháu nó bị sao thì tôi đến được đấy. Ô con thầy ra, ô bà yêu bà yêu. Mẹ đi ra ngoài mang cơm cho bố rồi. Ôi trời ơi. Nhẹ nhẹ. Chờ mẹ đi với bố một tí nha. Ở với bà thôi. Thế con ngủ tiếp à? Ngủ đi. Nhá. Thank you.
Trên này chín rồi. Thank you.
cơm chín rồi. Thì chắc là mình cũng không ăn hết được đâu. Mình lấy một ít ra cho anh xong rồi để phần bác làm rau nữa. Bác cũng đi làm vất vả chắc là cũng chưa có thời gian làm rau. Để lại các cầm cho con gái này. Làm xong rồi à? Vâng ạ. Thế thì mang đi cho nó ăn đi, nó khỏi nó đói. Vâng. Mẹ trông con cún đâu, không phải lo đâu, mẹ không làm gì đâu. Vâng ạ, thế con đi ạ. Cứ yên tâm. Thế thì đi đi. Con ừ, thôi đi được luôn. Rồi. Con cứ đi đi, không lo đâu. Đây, vâng. Mẹ trông con cún đâu. Vâng ạ, con đi nhá. Ừ, cái gì không nó đói đấy. Vâng ạ. Mua cái gì thêm cho nó ăn nhá. Thank you.
khi mà ra viện. Nhưng mà bác sĩ bảo cho anh ta chưa? Bác sĩ bảo là anh ta chưa? Thôi để mai em ra đón anh. Mình cố gắng con thầy.